Rồi ok mấy anh chị, hôm nay Nhân test cho một con khoan. Mấy anh chị xem con khoan này được tặng mũi đi theo rồi ha. Tặng 4 cái mũi khoan, hai cái mũi, một cái mũi đục. Ok, bây giờ Nhân sẽ test cái mũi khoan trước ha. Đây nó gài vô ngay ngàm, nhét vô ha. Rồi ở đây nó có chức năng, đây là đang là đục ha. Con này của hãng Quật, con này nó đang đục ha. Mấy anh chị nhấn nút vô mình xoay. Đó, đây là nó để là khoan đục ha. Đó, nó bung ra ngay ngàm, bung ra. Test thử con này với đá xanh, con này tới 1010W, là con này công suất hơi bị dữ ha. Đó, khoan thử. Ồ, con này ngon quá mấy anh chị. À, thường thường những con khác á, mình khoan mình phải đè dữ lắm, còn con này nhưng khoan một tay nó tự rút luôn mới ghê. À. Nhưng nói mấy anh chị á, nếu mà theo cái cảm nhận của Nhiên lần đầu Nhiên sử dụng con máy này, khi mà Nhiên quan á, nó đã lắm. Đó, nó rút luôn. Đó, lẹ lẹ mưa một cái rồi ha. Lẹ lẹ. Rồi, đây mình chuyển qua chức năng bên này, mình đục. Anh chị ha, chuyển xoay, xoay cái nút này, xoay nút qua, mình đục ha. Rồi, đục thử nè. Ok ha, nè mấy anh chị để nó dội nè. Thấy rồi không? Đó. Mình xem cái sức mạnh của nó thôi ha. Đó. Hơi bị ngon á, con này ngon á mấy anh chị. Quá ok luôn. Ok, rồi. Con máy này mình sẽ cùng tìm hiểu nó từ trong ra ngoài mấy anh chị. Rồi xem nó như thế nào, cơ cấu hoạt động ra làm sao ha. Đảm bảo ok á. Rồi, xin chào các anh chị cô chú, hôm nay lại là một sản phẩm thương hiệu của World Green ha. Còn sản phẩm hôm nay là một cái máy khoan bê tông hai chức năng, vừa khoan vừa đục. Thì cái sản phẩm này là World Green, nó mang một cái mã là WU326B đó. Cái con này thì nó tặng theo mình là có cái thùng đúng không, rồi có bà tặng 4 cái mũi, 3 mũi khoan, 1 mũi đục. Và mình mời mấy anh chị cô chú mình tìm hiểu cái sản phẩm World Green này nó như thế nào. Trước tiên thì lúc nãy mấy anh chị thấy là Nhiên test đó, là một con máy này nó khoan nó tự rút luôn, nó không phải như những con khác nó dội dội đúng không. Đó, cái con này ở trên catalog thì nó nói chỉ nặng 3,9 kg, nhưng mà Nhiên cân con máy này không, nó nặng tới 4,7 kg nha mấy anh chị. Đó, nó có hai chức năng trên này, mấy anh chị nhớ cái chức năng chỗ này mình nhấn đúng không. Mấy anh chị nhấn chỗ này, mấy anh chị sẽ xoay ngược như thế này đó. Còn khi chúng ta đây là khoan đục nè, đó nó tính theo chỗ này ha. Rồi mấy anh chị muốn xoay lại cái chức năng đục thì chúng ta xoay ngược lại đó, khoan đục và đục ha. Dây nguồn thì nó dài 3 mét nha mấy anh chị. Đặc biệt cái dây của Quật nó làm rất là chắc chắn, nhìn rất cực kỳ chắc chắn luôn. Quật là thương hiệu của Đức, nó bảo hành 6 tháng, đang được lắp ráp tại Trung Quốc nha. Rồi nhưng sẽ test thử cho mấy anh chị xem thì những con máy như thế này nó có những cái gì đặc biệt nha. Thứ nhất là mấy anh chị thấy nè, đây là công tắc, nó là một cái mẫu công tắc lớn. Rồi trên cái tay này nó có một cái thiết kế, một cái chỗ chống rung, mấy anh chị thấy không, đây là những cái mẫu máy chống rung đó, nó lực nó không bị dội lại nè đúng không. Rồi trên cái tay này nó làm như là giống như là một cái miếng cao su mềm vậy đó. Đó mấy anh chị thấy là cao su mềm, bóp vô nó mềm mềm vô đó. Nó dễ chịu lắm ha. Đó, nó có chống rung. Rồi ở trên này thì mấy anh chị thấy là còn một cái mẫu là nó nói là 26 mm. Khi chức năng của nó khoan á thì 26 mm, mấy anh chị có thể là tham khảo thêm trong cái catalog này. Cái này là bảo hành 6 tháng, đây là hàng chính hãng công ty ha. Rồi, ở trong này nó có nói rằng là cái điện là 220, công suất của con máy này là 1010W. Cái tốc độ của con máy này á là 1250 vòng một phút. Và cái tốc độ đập của nó là 4750 lần một phút, tức là đập rất dữ dằn ha, rất là mạnh. Và cái lực đập của nó là 5 joule, khoan được 26 mm. Ở đây nè, nó nói là có thể khoan và đục mà nặng 3,9 kg, nhưng thực sự nó 4,7 kg nha mấy anh chị.
Đó rồi, trên cái tay nắm này anh chị có thể là đây, mình xoay tới xoay lui mình siết lại. Đó, đơn giản như vậy. Mặt bên này thì mấy anh chị thấy là nó có, nó là dẹp money, nó để ở đây rất rõ ràng. Nhưng mà trên này nó cũng ghi là Made in China, rất là rõ ha. Nó ghi những cái này rất là rõ ràng luôn, dẹp money nhưng mà Made in China, tức là lắp ráp tại Trung Quốc. Rồi, cái mũi của nó thì mấy anh chị có thể là gắn như thế này, nó tặng theo một mũi đục như thế này. Nãy nhiên đục mấy anh chị thấy rồi ha. Anh chị bỏ vô xoay ngay ngà, nhét xuống, đơn giản như vậy thôi. Rồi, mũi khoan cũng vậy, còn chúng ta muốn lấy mũi ra thì đè xuống, rút này lên. Đó. Trên máy thì nó cho theo chúng ta một cái tiếp mở bò. Để lâu lâu mấy anh chị vô những cái mũi này chúng ta bỏ vô chúng ta xài, hoặc lâu lâu cho mở cái nắp đầu này vô cái mở bò để giống như là mình bảo quản ha, bảo trì máy. Đó. Về giá thì con này một cái máy như thế này giá là 2.620.000 à, hàng của Quật ha. Rồi bây giờ Nhưng sẽ khui cho mấy anh chị xem. Hôm trước giờ Nhưng làm Quật nhưng mà ít khui cho mấy anh chị. Bây giờ con này khui ra xem cái sản phẩm của Quật nó làm về nội thất bên trong nó kết cấu như thế nào nha. Wow. Rồi, ok mấy anh chị ha. Sau khi Nhiên tháo ra thì con máy này nhìn cái kết cấu nó, tức là con máy này nó cách điện là nó cách điện hai lớp mấy anh chị, thấy không? Nó cách điện bằng vỏ nhựa hết trơn luôn. Nên là mình xài con máy này, cái phần bên trên này mấy anh chị thấy nó bằng nhôm không? Nhưng mà bên ngoài nó vẫn là phần bằng nhựa. Tức là nó cách điện hai lớp như vậy để nó cái độ an toàn khi chúng ta sử dụng á. Đây là cái mẫu mới trên thị trường thì nó cách điện kiểu vậy ha. Rồi, mấy anh chị mình sẽ thấy là trong này nó quấn dây rất là nhiều. Thì chắc chắn 100% là dây đồng, do đây là những cái thằng thương hiệu lớn á, nó có thể là mấy anh chị thấy nó đi toàn cầu đó, chứ không phải là nó đi Việt Nam mình không đâu nha mấy anh chị. Đó, nó có tiếng quá trời lội tiếng luôn, tức là nó đi toàn cầu. Đó, nó xuất đi toàn cầu á. Mấy anh chị hình thấy cái ruột không? Chà bá luôn nè. Cái ruột đầu lam cũng lớn nè. Rồi ở dưới nó có trắng bụi, rồi bạc đàn hết luôn ha. Đó, mấy anh chị thấy vậy, kết cấu nội thất. Than thì nó sử dụng than số 100. Đó, cái mẫu than này cũng rất là thông dụng, có thể là hết than mình thay than ở bên ngoài thị trường mua rất là dễ ha. Đó là nguyên một con máy có tụ bù rồi, bên trong mà mấy anh chị nhìn thấy cái dây điện đồ của nó phải không, nó đi những cái dây điện rồi mình nhìn rất là sắc sảo, dây điện loại tốt chứ không phải loại bèo ha. Đó, với 2.620.000 nên anh chị mình có thể là nếu mình đem so sánh với những cái hãng lớn thì mỗi người có một cái nhận định ha. Đôi khi hãng này nói thua hãng kia cũng chưa chắc, chưa hẳn là như vậy. Nhưng mà mỗi hãng nó có một cái hay riêng của nó, cái lợi thế riêng. Còn mà mình so với những cái mặt hàng Trung Quốc thì Trung Quốc không thể nào so sánh được riêng này, tiền nào của nào. Đó, với một con này 2.620.000 thì như nhận thấy là cái khả năng của con này là nhiều người sẽ xài tới con này, do nó là hàng mới, bảo hành chính hãng mà được tặng mũi, rồi đầy đủ bảo hành chính hãng 6 tháng nữa, thương hiệu của Đức, hoặc ghi thương hiệu của Đức nữa thì chúng ta sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Cái giá cả nó cũng phải chăng, không quá đắt cho một thương hiệu mới trên thị trường. Thì mấy anh chị nào mà đã từng xài thương hiệu Quật rồi, thấy thương hiệu Quật tốt hay là xấu, mình có thể comment bên dưới với Trình Viên. Hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ máy xây dựng Hồng Viên cũng như những chương trình khuyến mãi. Và bây giờ Nhiên xin chào, hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Có nhu cầu về sản phẩm, alo số điện thoại trên em chị nha. Rất là cảm ơn. Bye bye.